Anh Quang ơi, làm video hướng dẫn uốn tóc yếu đi. Ok luôn em, mọi người cùng theo dõi cách Quang chia sẻ trên nền tóc rất yếu này nhé. Sau khi những quả kèo làm tóc yếu này thì Quang đã phân tích rất là kỹ. Thì thứ nhất ở phần ngọn tóc của khách, tóc rất là yếu, nhưng mà qua kiểm tra thì vẫn còn độ đàn hồi. Ở phần thân tóc là tóc trung bình. Thì với ở phần ngọn thì Quang sẽ sử dụng kem uốn ở nồng độ pH 7, và Quang sẽ trải phủ ở phần ngọn trước. Mọi người lưu ý là với phần tóc yếu hay là tóc đã qua hóa chất rồi thì mọi người nên để trên nền tóc ẩm và tóc ướt mọi người nhé. Sau đó mọi người sẽ trải thật đều vào phần tóc ở ngọn. Lý do Quang trải ở phần ngọn trước là Quang muốn trải một cái lớp kem uốn phù hợp với cái phần tóc yếu, để tránh tình trạng cái bát thuốc thứ hai ra trải ở phần thân tóc nó khỏe hơn, nó sẽ dây ra bên ngoài, sẽ bị cháy. Đấy là lý do Quang sẽ trải ở phần ngọn trước. Cứ như vậy thì các bạn lần lượt sẽ trải hết vào phần tóc yếu trước. Sau khi trải ở phần tóc yếu xong thì mọi người sẽ sử dụng bát thuốc ở phần thân. Thì với phần thân tóc là tóc trung bình, Quang sẽ pha theo tỷ lệ 1:1 với sản phẩm của Quy Max 90, sẽ ra pH 8. Rồi Quang thực hiện đánh thật đều lên. Và tiếp theo Quang chuẩn bị trải vào phần tóc trung bình. Với cái tóc này thì khách hàng mong muốn là uốn xoăn xù mì thì Quang sẽ trải vào phần thân tóc thì cách chân ra khoảng tầm 2-3 cm. Với cái tóc này của khách hàng rất là ngắn, thế nên Quang sẽ không sử dụng bằng máy uốn nóng nữa, và Quang sẽ sử dụng bằng trục uốn lạnh để uốn không nhiệt. Và cũng có rất nhiều anh chị em đang quan tâm về cách uốn không nhiệt như thế này, và mọi người cùng theo dõi tiếp tục để xem cách uốn không nhiệt như nào mọi người nhé. Tiếp theo là chuyển sang công đoạn kiểm tra mềm hóa. Thì đối với cái tóc này thì với phần thân tóc thì Quang sẽ để đạt hóa kết dính vừa khoảng 80%. Còn ở phần ngọn tóc thì mọi người chỉ cần nó đạt hóa khoảng tầm 50% là ok rồi. Và sau khi tóc đạt hóa xong thì mọi người sẽ xả sạch khử kiềm. Và công đoạn tiếp theo nữa là chúng ta lên trục. Thì với cái tóc này thì Quang sẽ uốn không nhiệt nên Quang sẽ sử dụng trục uốn lạnh. Khi để mà uốn xoăn được xù mì trên nền tóc này thì mọi người sẽ lấy chi tiết tóc mỏng rồi nhé, và quấn đưa vuông góc với da đầu rồi thực hiện quấn sát với da đầu. Thì với ở phần chân tóc của chúng ta không có thuốc nên chúng ta khi chằng chun vào sẽ không bao giờ sợ bị ngấn chun mọi người nhé. Các bạn xả sạch khử kiềm xong thì các bạn không cần phải sấy khô cũng được, hoặc là các bạn có thể sấy khô đi rồi tí nữa chúng ta xịt nước vào rồi lên trục. Sau khi chúng ta lên trục xong, công đoạn tiếp theo nữa là mọi người sẽ sử dụng bằng máy hấp hoặc là máy kích nhiệt. Mọi người sẽ kích cho mình khoảng tầm 15 phút, và mọi người sẽ mở ra để nguội khoảng 5 phút rồi dập định hình. Nếu các bạn mà chưa hiểu bằng phương pháp uốn này thì các bạn có thể inbox cho Quang, và Quang sẽ chia sẻ cho mọi người về cách làm hiệu quả và ok nhất. Ok, và đây là kết quả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chúc tất cả mọi người thành công. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những video của Quang nhé. Và những bạn nào có cách làm hay hơn thì các bạn có thể comment bên dưới để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và video của Quang đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.